Hoàng Tiến sẽ phải thay ra. Sẽ có một quả phạt đền dành cho Gia Bảo Hải Dương. Và đây là cơ hội dành cho vị trí của Lê Đức Tiến. Đức Tiến sẽ đối mặt với thủ thành Phúc Cường ở trên chấm lượng phạt đền. Cơ hội để cho các thủ ở Gia Bảo Hải Dương họ có được tỷ số ở trong trận đấu ngày hôm nay. Phút thi đấu thứ 33. Đã có tình huống Đức Tiến. 3-8 tỷ số của trận chung kết giải U19 toàn quốc đã diễn ra. Và nó thuộc về Lê Đức Tiến. 1-0 dành cho Gia Bảo Hải Dương ở phút thi đấu thứ 33 của trận đấu này. Nhà thi đấu của tỉnh Gia Lai bùng nổ sau pha dứt điểm vừa rồi tới từ Đức Tiến. Không một chút sai lầm, cú đá rất căng. Thủ Sâu Lam Nghệ An đã tiến tới trận ở chung kết một cách ngoạn mục. Đưa bóng vào. Vẫn là vị trí của cầu thủ áo số 6 Đức Tiến. 2-0 dành cho cao thủ ở Gia Bảo Hải Dương ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đức Tiến vùng lên cực kỳ mạnh mẽ. Khoảng cách được gia tăng 2 bàn ở những phút thi đấu cuối. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha đưa bóng vào cực kỳ khó chịu tới từ Đức Tiến.